Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố nhân cách tôi, trốn thuế, bỏ mặc chó cưng bệnh chết vì tiếc tiền. Scandal Trịnh Sảng Trương Hằng đấu tố giành quyền nuôi con vẫn chưa hạ nhiệt trên mạng xã hội. Mới đây, Trương Hằng bất ngờ tung hê tất cả bê bối của bạn gái trong khoảng thời gian cặp đôi còn mặn nồng. Đáng chú ý, bố mẹ của Trịnh Sảng cũng bị lôi vào lùm xùm lần này. Trương Hằng cho biết, thời gian gần đây, trên mạng liên tục đưa những thông tin bóp méo sự thật, điên cuồng tẩy trắng, bịa đặt đến mức khiến anh phát sợ. Trương Hằng loay hoay không biết làm thế nào để chứng minh được bản thân mình hoàn toàn trong sạch. Điều nực cười chính là luật sư của Trịnh Sảng không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng lại tố Trương Hằng xúi dục nữ diễn viên trốn thuế. Trương Hằng không còn cách nào khác, buộc phải tố cáo Trịnh Sảng vi phạm pháp luật. Cùng với đó, Trương Hằng đăng tải clip quay màn hình đoạn chat với mẹ của Trịnh Sảng. Trong clip này, nội dung cuộc nói chuyện cho thấy, ban đầu Trịnh Sảng được hứa hẹn mức cát xê 150 triệu tệ, tương đương 532 tỷ đồng cho bộ phim Thiên Nữ U Hồn. Bố của nữ diễn viên bằng lòng với mức giá này, tuy nhiên, mẹ của Trịnh Sảng muốn nâng mức giá lên 180 triệu tệ, 640 tỷ đồng. Sau quá trình thảo luận, cát xê của Trịnh Sảng được chốt là 160 triệu tệ, 568 tỷ đồng. Mẹ của Trịnh Sảng lúc này bắt đầu nghiên cứu hợp đồng âm dương để tiến hành trốn thuế. Sau đó, một số giấy tờ hợp đồng cũng được tung ra, trong đó có ghi trên danh nghĩa, Trịnh Sảng sẽ nhận 48 triệu tệ, 170 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Trương Hằng tố Trịnh Sảng khi thấy chó cưng bị ốm, không muốn tốn tiền đem ra khám bệnh, nên quyết định để chó vào hộp giày để nó tự chết. Ngoài ra, Trịnh Sảng còn rất thích đi vào siêu thị ăn vặt nhưng không trả tiền. Trước động thái này, dân mạng cho rằng Trương Hằng rất có thể đã nhận phán quyết thua kiện từ tòa án, vì không phục nên anh quyết định tung ra thêm bằng chứng bất lợi của Trịnh Sảng để trả thù. Suốt thời gian qua, dân mạng xứ Trung vẫn mong chờ kết quả từ vụ việc tranh giành quyền nuôi con của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Đã có quá nhiều cú tweet nổ ra, dân tình hoang mang tột độ, còn hai nhân vật vẫn không chịu đưa ra phản hồi cụ thể. Theo lịch, đáng lẽ ra vào ngày 20 tháng 4 sẽ có thông báo về việc ai sẽ giành được quyền nuôi hai đứa con của cặp đôi nhờ người đẻ thuê là Luca và Luna. Vậy nhưng cho tới tận bây giờ, chưa có trang báo nào thông báo tình hình. Theo dòng sự kiện, hàng loạt blogger tung nhiều tin đồn thất thiệt về Trịnh Sảng, Trương Hằng khiến dân tình rối não. Người nói Trương Hằng thua kiện đau đớn, Trịnh Sảng giành được quyền nuôi con, kể cho rằng Trịnh Sảng không thể có cơ hội quay đầu, nhất là khi thông tin cô nàng trốn thuế được tung ra. Cứ nhìn số phận của nữ hoàng Phạm Băng Băng thì biết. Tuy nhiên, trước đó nữ diễn viên cùng ngắm mưa sao băng đã có động thái sắp quay lại làng giải trí, khiến nhiều người hoang mang. Trịnh Sảng lặng lẽ khôi phục thông tin nghề nghiệp là diễn viên trên Weibo cá nhân, như thể mình chưa từng bị phong sát. Suốt những ngày qua, showbiz hoang ngựa chóng mặt vì hai tin đồn gây sốc liên quan đến Trịnh Sảng. Nhiều tờ báo cho rằng, nữ diễn viên đem hai con đi kiểm tra ATM và phát hiện hai đứa trẻ không phải là con ruột. Thông tin này khiến Trịnh Sảng hóa điên, tìm cách trả thù. Vậy nhưng đáng sợ hơn, có tin đồn cho hay nữ diễn viên tự sát vì bị tình cũ dùng ép quá đà. Thế nhưng sau khi thông tin được đăng tải, trang BTS có hẳn một bài viết bóc phốt và tung sự thật về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, tấm hình được cho là tấm giấy ghi kết quả xét nghiệm ATN được chụp từ một clip. Những ai tò mò khi ấn vào clip này sẽ thấy tờ giấy có ghi dòng chữ HPV DNA. Vậy nhưng thực chất, tờ HPV DNA này lại là giấy xét nghiệm viêm gan B, không phải xét nghiệm quan hệ huyết thống. Trang QQ còn đưa tin Trịnh Sảng có thái độ tích cực, tin tưởng vào chiến thắng về phía mình. Tại phiên tòa thứ hai, Trương Hằng để lộ quá nhiều sơ hở, chứng tỏ đang nói dối trong lời khai ban đầu. Ngoài ra, việc Trịnh Sảng thắng vụ kiện giành 20 triệu tệ, 70 tỷ đồng mà Trương Hằng nợ nần trước đó chắc hẳn đã đem lại tinh thần vui vẻ, thoải mái cho nữ diễn viên. Không dừng lại ở đó, netizen còn nhận ra một điểm khác biệt tại tài khoản nhánh của studio Trịnh Sảng. Tối ngày 19 tháng 4, tài khoản này bất ngờ đổi hình ảnh đại diện là ba chú mèo hoạt hình có dòng chữ Samurai. Cnet phỏng đoán rằng bức ảnh này có phần nào nói lên tâm lý sẵn sàng chiến đấu đến cùng của Trịnh Sảng. Còn hai chú mèo hai bên đại diện cho Luna và Luca, tên hai đứa con mà cô và Trương Hằng đã cố gắng giành quyền nuôi dưỡng.